Alo, xin chào các bạn ạ. Mình có nhận thi công một cái dãy nhà phố này các bạn. Do cái dãy nhà này là thiết kế theo kiểu cổ điển các bạn, nên tiền nó rất là cầu kỳ các bạn ha. Thì do mình thi công sơn nước, mình phải có một cái dụng cụ hỗ trợ sơn nước cho cái công của mình nó nhanh và màn sơn nó đẹp hơn các bạn. Có sử dụng cái máy này, hôm nay mình chia sẻ với các bạn nha. Các bạn, cái máy này mình sử dụng cho mình để mình phun sơn nha các bạn. Cái máy này công suất nó là 550W, nó là có mấy bộ phận chính, ba bộ phận rời nè, các bạn thấy không? Một cái bình chứa sơn ở đây và một cái cổ này nó rời nha các bạn ha. Cái cổ này nó rời, nó ráp vô cái bộ phận máy ở sau. Đây là cái hiệu của các bạn ha. Này chắc cũng đồ Trung Quốc các bạn ạ, nhưng mà nó cũng hỗ trợ cho cái phần thi công của mình cũng đỡ hơn những gặp những cái trường hợp như cái nhà kiểu như vậy á, mà chúng ta thi công bằng giấy cọ không thì mất nhiều thời gian. Mình sẽ mua cái máy này hỗ trợ công việc của mình rất tốt các bạn. Cái máy này thì trên thị trường mình mua nó tầm khoảng 500 mấy 600, tùy theo chỗ bán khác nhau rồi nè, mình cũng nắm được giá chính xác. Thì mình chỉ là chia sẻ với những anh em thợ sơn trong nghề để biết được những cái máy này mình sử dụng trong những cái công trình mà nó có hoa văn phù điêu rồi nhiều quá, thì chúng ta hãy mua một cái máy, hai cái máy này để hỗ trợ chúng ta làm thì nó sẽ có hiệu quả hơn các bạn. Thì cái này nó cũng dễ sử dụng các bạn ơi, nó không có là cầu kỳ hay gần dài gì như máy hơi các bạn. Đó, vậy là nó tích hợp trong đây luôn, chỉ cần các bạn pha sơn rồi ghim điện vào cái nguồn điện là chúng ta bóp cò là chúng ta sử dụng rồi các bạn. Các bạn cứ sơn nước các bạn cứ pha tỷ lệ như mình lăn sơn bình thường các bạn ha. Các bạn nào đã làm sơn nước thì các bạn cứ pha cái tỷ lệ sơn mà khuôn máy này nó cũng y như cái tỷ lệ của mình pha sơn nước rồi các bạn. Ví dụ mình xài thùng 5 lít đó, thì mình cho nó khoảng tầm nửa lít nước thì các bạn ha, rồi pha rõ ra chúng ta sẽ chế cho cái bầu này, ta chế cho cái bầu này rồi chúng ta tiến hành chúng ta phun rất là dễ. Đây các bạn thấy mình thợ đang phun các bạn. Mình cũng xin nhắc lại cái tỷ lệ pha sơn nước các bạn, thì cứ 5 lít sơn thì các bạn sẽ pha thêm nửa lít nước, thì theo mình sử dụng cái sơn nó có đặc hay là lỏng thì mình sẽ điều chỉnh thêm nha các bạn. Các bạn thấy không, thấy hỏi bầu chỉ nữa các bạn. Các bạn thấy mấy anh các anh thợ đang thi công bầu chỉ không, rất nhanh và lẹ. Chúng ta mà cứ quét còn thọ cái thủ công thì nó rất là lâu các bạn ha, sẽ mất rất là nhiều thời gian. Chúng ta sử dụng cái máy thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Thi công cột tròn có con rồi các bạn, máy rất là đơn giản các bạn ha, máy mình chỉ cần cầm một tay là mình đã thi công được rồi các bạn, rất là nhẹ, rất là thuận tiện cho mình thi công những cái cột có ron như thế này, những cái mặt tiền mà nó nhiều cạnh góc nhỏ thế này các bạn, chúng ta thi công nó sẽ rất là nhanh cái công của bạn chúng ta hơn các bạn ha. Anh thợ anh đang thi công tiếp bên cái cột và cái mặt tường của mặt tiền các bạn. Thì mình cũng chia sẻ thêm với các bạn ha, thì do ở đây là mình thi công là cái mặt tiền này là màu trắng không các bạn, chỉ một màu, thì mình sử dụng máy mình phun toàn diện các bạn ha. Còn nếu mà công trình của các bạn mà có tách màu cột ra hay là tròn hay gì đó, thì khi chúng ta thổi cái màu chính trước rồi cái màu tách thì chúng ta phải che dán lại các bạn. Thì cái máy này thì nó có cái nhược điểm là ví dụ mình chỉ phun một màu thôi, còn nếu mình muốn tách màu thì mình phải che dán cái phần kia lại mình mới thi công được các bạn. Đó là mình cũng chia sẻ thực tế với các bạn. Thì nếu mà các bạn nào mà nhận công trình mà có những cạnh góc rồi
ron rồi đồ nhỏ nhiều thì các bạn nên sắm một hai cái máy này để hỗ trợ cho công việc thi công của mình nó được hiệu quả hơn các bạn ha. Mình cũng chia sẻ video này đến những anh em thợ trong nghề để mình biết được có cái sử dụng cái máy này để mình làm công trình được hiệu quả hơn, làm có lợi nhuận nữa các bạn. Mình cũng xin chào các bạn ha, cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn.